Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Qua sachnoi.com.vn, mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe tiếp nội dung của Thiên 13 này ngay sau đây. Tam quân chi thân, mạc thân ư gián, thưởng mạc hậu ư gián, sự mạc mật ư gián. Trong quan hệ mật thiết với quân đội, không ai mật thiết hơn gián điệp, không ai được hậu thưởng hơn gián điệp, không có việc nào bí mật hơn việc dùng gián điệp. Lưu Bang bỏ nhiều vàng dùng kế ly gián thắng Hạng Vũ. Mùa hạ năm thứ ba, cuộc chiến tranh giữa Sở và Hán năm 204 trước Công nguyên, Sở Vương Hạng Vũ vây hãm Hán Vương Lưu Bang trong thành Huỳnh Dương, cắt đứt đường vận lương của quân Hán. Tình thế của quân Hán ngày một nghiêm trọng. Lưu Bang cho tìm hộ quân trung úy Trần Bình tới hỏi kế giải vây. Trần Bình giỏi đưa kế lạ, từng làm đô úy trong quân đội của Hạng Vũ. Từ khi sang theo quân Hán được Lưu Bang trọng dụng, Trần Bình liền hiến kế ly gián. Các tướng đắc lực của Hạng Vũ chỉ có vài người như Phạm Tăng, Trung Liêm Muội, Long Thư, Chu Ân. Chỉ cần đại vương bỏ ra nhiều tiền bạc, thi hành kế ly gián thì có thể làm cho quân thần nước Sở nghi kỵ lẫn nhau. Quân Hán thừa cớ tiến công thì chắc thắng. Lưu Bang nghe có lý, bèn xuất hơn 40 vạn lượng vàng giao cho Trần Bình, nói: việc dùng gián điệp chống Sở, chấm trao toàn quyền cho Khanh phụ trách. Số vàng này, Khanh muốn sử dụng thế nào cũng được, chấm không quan tâm. Trần Bình nhận vàng, bố trí mạng lưới gián điệp, mua chuộc tướng Sở, tung tin đồn đại khắp trong quân đội Sở. Có lúc trong quân Sở, binh lính đồn đại với nhau. Các tướng như Trung Liêm Muội lập nhiều chiến tích giúp Hạng Vương, nhưng trước sau vẫn không được phong vương, họ xin liên kết với Lưu Bang diệt trừ Hạng Vương. Lời đồn đến tai Hạng Vũ tin là thực. Việc lớn trong quân không hỏi Trung Liêm Muội nữa. Các tướng chẳng biết phân bua làm sao, tâm trạng vô cùng lo lắng. Lúc này Lưu Bang dùng kế hoãn binh, phái sứ giả sang gặp Hạng Vũ cầu hòa. Hạng Vũ đời nào chấp nhận, nhưng muốn nhân cơ hội đó dò xét thực hư trong thành, bèn cử sứ thần vào thành gặp Lưu Bang. Sứ giả Sở vào thành chỉ thấy quan viên và người hầu ra đón. Trần Bình mời sứ giả vào sảnh đường, bày tiệc rượu thiết đãi rất là thịnh soạn. Trần Bình nâng chén rượu hỏi: Á phụ, chỉ Phạm Tăng, phái ngày sang đây có gì chỉ giáo, có gửi thư cho tôi chăng? Sứ giả ngơ ngác chẳng biết trả lời ra sao, chỉ đáp: Hạng Vương đích thân cử tôi làm sứ giả sang đây, làm gì có thư từ nào của á phụ nào? Trần Bình cố ý cho mày ậm ừ. Hừ hừ, thì ra vậy. Đoàn rời bàn tiệc, sứ giả còn đang ngớ người thì mấy người hầu tới bưng hết cả rượu và đồ ăn đi, chỉ để lại âu cơm. Sứ giả bận quá, phủi tay rời thành. Về tới doanh trại quân Sở, sứ giả liền kể chuyện đó với Hạng Vũ. Quả nhiên Hạng Vũ trúng kế, nghi ngờ Phạm Tăng tư thông với Hán Vương. Phạm Tăng thì không hay biết gì, còn hiến kế mau chóng công phá thành Huỳnh Dương. Chẳng ngờ Hạng Vũ lạnh lùng làm ngơ. Phạm Tăng vốn tận tâm trung thành với Hạng Vũ, chỉ mong giúp Hạng Vũ dựng nghiệp bá. Thái độ của Hạng Vũ hôm nay hiển nhiên là không còn tín nhiệm nữa. Phạm Tăng oán giận thốt lên: thế lớn trong thiên hạ đã định hình, đại vương thừa sức lo liệu, xin đại vương cho thần được đem tấm thân già nua về quê hương bản quán. Mấy hôm sau, Phạm Tăng rời bỏ Hạng Vũ, trên đường về quê phát bệnh mà chết ở gần Bành Thành. Trần Bình thấy hai cận thần mưu lược lợi hại nhất của Hạng Vũ, một đã bị bỏ rơi, một bỏ đi, các tướng còn lại thì đều thất vọng chán trường, cho rằng thời cơ đã tới, bèn hạ lệnh mở các cửa thành phía đông, đưa hơn 2.000 phụ nữ gồng gánh đi ra. Hạng Vũ nghe báo vội đích thân tới cửa thành xem sao. Lúc này cuối đoàn người có một chiếc xe, trước xe có quân sĩ dẹp đường và hô to: trong thành lương thực đã cạn, Hán Vương xin ra hàng. Quân Sở nghe vậy hoan hô ầm ĩ. Quân sĩ bao vây các cửa thành khác đều dồn cả tới để xem. Hạng Vũ tới gần cỗ xe kia, thấy tướng mạo người ngồi trong xe không giống Lưu Bang, bèn quát hỏi: ngươi là ai, Hán Vương đâu? Người nọ đáp: ta là đại tướng Kỷ Tín, đại vương của ta đã rời thành Huỳnh Dương lâu rồi. Hạng Vũ hạ lệnh giết chết Kỷ Tín, rồi tiến gấp tới cửa thành phía tây, nhưng đã muộn. Lưu Bang cùng Trương Lương, Trần Bình đã thoát khỏi vòng vây. Thoát khỏi Huỳnh Dương, Lưu Bang chọn Trần Bình làm người thân tín, gặp việc quan trọng đều bàn bạc với Trần Bình. Trần Bình thường hiến nhiều kế lạ, mấy phen giúp Lưu Bang chuyển nguy thành an. Cuối đời, Trần Bình làm đến chức thừa tướng. Phi vi diệu bất năng, đắc gián chi thực. Không suy tính tinh tường sâu xa thì không thể phân biệt tin tức gián điệp cung cấp là thật hay giả. Xung Thế Hoành dùng gián điệp diệt trừ hai vương. Tháng chạp năm Bắc Tống Bảo Nguyên thứ hai năm 1039, pháp quan Phù Châu là Xung Thế Hoành đề nghị với triều đình tại Khoan Châu cũ, cách Diên An 200 dặm về phía đông bắc,
phá lũy, xây thành, đề phòng sự xâm lược của Tây Hạ. Triều đình chấp thuận, lệnh cho Xung Thế Hoành xây thành và đặt tên là Thành Thanh Giản. Thành Thanh Giản, địa thế hiểm yếu, công thủ đều tiện lợi. Xung Thế Hoành tổ chức cày cấy 2.000 khoảnh đất ở bên ngoài thành, lại lôi cuốn thương nhân tới buôn bán. Thanh Giản trở nên một thị trấn nổi danh ở biên thủy. Xung Thế Hoành dạy dân luyện võ, cưỡi ngựa bắn cung. Người giỏi được thưởng bạc, miễn lao dịch, dù phạm lỗi cũng được tha bổng. Do đó, người trong vùng đều ra sức luyện tập, tinh thông võ nghệ. Quân Tây Hạ không dám tùy tiện xâm lấn. Tây Hạ Vương Lý Nguyên Hiệu có hai đại tướng tâm phúc, một tên là Giã Lợi Cương, Lãng Linh. Hiệu Giã Lợi Vương, một là Ngụ Khất, hiệu Thiên Đô Vương. Hai người này là anh em ruột, mỗi người chỉ huy một đạo tinh binh, thường xâm lấn quấy nhiễu biên giới Bắc Tống. Xung Thế Hoành mong muốn diệt trừ hai vương ấy, cùng một nỗi nghĩ mãi chưa ra cách. Lúc này có ba thủ hạ của Giã Lợi Vương là Lãng Mai, Thường Khất và Mị Nương đến xin hàng. Xung Thế Hoành biết là họ trá hàng, nhưng nghĩ thầm, giết chúng đi không bằng lợi dụng chúng làm gián điệp còn hơn. Đoạn ông đích thân tiếp đón họ, cho họ ở trong thành Thanh Giản, trông coi việc thu thuế. Đi đâu có quân mã tùy tùng. Xung Thế Hoành còn thường xuyên mở tiệc tiết đãi, ra điều quý mến lắm. Gần thành Thanh Giản có ngôi chùa Tử Quang. Chùa này có một hòa thượng tên là Vương Quang Tín, pháp danh là Pháp Tung, rất dũng cảm và có tài cung nỏ, lại thông thạo đường đất Tây Hạ. Xung Thế Hoành hay tới thăm chúa. Khi xuất binh, ông vẫn mời hòa thượng Pháp Trung làm người dẫn đường. Do nhiều lần tập công, Xung Thế Hoành cử hòa thượng vào một chức vụ chỉ huy trong quân đội. Hòa thượng Pháp Tung hoàn tục, đổi tên thành Vương Tung. Một ngày nọ, Xung Thế Hoành mở tiệc tại nhà đãi Vương Tung và nói: "Tôi định nhờ Vương Đệ đi làm gián điệp một chuyến, không biết Vương Đệ có bằng lòng hay chăng?" Vương Tung đáp ngay không chút do dự: "Xin tướng quân cứ sai bảo, tôi sẽ đi." Xung Thế Hoành nói: "Từ khi Lý Nguyên Hiệu xưng đế đến nay, hắn đã đánh bại các bộ lạc Thổ Phồn, Phiên, Hồi Hột nhiều lần xâm lấn biên giới nước ta. Hắn có hai thủ hạ rất lợi hại là Giã Lợi Vương và Thiên Đô Vương. Vừa rồi, chúng cho mấy người đến đây trá hàng. Tôi muốn tương kế tự kế, trừ diệt hai vương đó. Sau khi đệ tới Tây Hạ, dù có bị phục binh thế nào cũng chớ tiết lộ bí mật." Đoàn trao cho Vương Tung một bức thư, hẹn giấu cho kín, lại trao một bức vẽ, bảo đưa cho Giã Lợi Vương. Hôm Vương Tung lên đường, ông lại kín đáo dặn dò cách đối phó cụ thể. Vương Tung cải trang thành hòa thượng đi Tây Hạ, toàn theo đường vòng. 10 ngày sau mới đến nơi đóng quân của Giã Lợi Vương. Vương Tung xin gặp Giã Lợi Vương, bảo với quân lính rằng có chuyện cơ mật. Binh sĩ dẫn ông tới doanh trướng. Giã Lợi Vương hỏi: "Ông là hòa thượng xứ nào, tới đây dò xét việc gì?" Vương Tung đáp: "Bần đạo pháp danh Pháp Tung, được tướng quân Xung Thế Hoành phái sang gặp đại vương để trao cho đại vương một tín vật." Đoàn trao bức vẽ. Giã Lợi Vương dở bức vẽ ra xem, thì thấy một con rùa già, một cây táo, phía góc trên có lạc khoản của Xung Thế Hoành. Chẳng hiểu ý tứ thế nào, hỏi: "Xung tướng quân bảo ông đến đây nói điều gì?" Vương Tung đáp: "Xung tướng quân bảo rằng sau khi Lãng Mai cùng hai người khác sang hàng, thì biết đại vương cũng định quy hàng, nên tặng bức quỷ đồ này, nói khi đại vương xem sẽ tự hiểu." Chữ quy là con rùa, đồng âm với chữ quy là về hàng. Giã Lợi Vương nghe vậy thì nổi giận quát: "Thằng chọc này, hóa ra đến đây khuyên hàng, ta phải chém đầu ngươi." Nhưng nghĩ làm vậy không ổn, lại hạ lệnh tống giam, để sau sẽ xử. Sự việc lập tức lan nhanh trong quân. Giã Lợi Vương biết khó giấu, nếu đến tai Lý Nguyên Hiệu càng bất lợi, bèn đích thân giải Vương Tung cùng bức họa tới kinh đô Hưng Châu gặp Lý Nguyên Hiệu. Lý Nguyên Hiệu xem kỹ bức vẽ, nghĩ bụng: "Hay là Giã Lợi Vương đã ước hẹn với Xung Đế Hoành, nên Xung Đế Hoành mới vẽ con rùa, ngụ ý khuyên Giã Lợi Vương sớm quay sang quy hàng chăng?" Lý Nguyên Hiệu thân trinh thẩm vấn Vương Tung: "Xung Thế Hoành, ngoài việc bảo ngươi trao bức họa này, còn có thư từ gì không?" Vương Tung kiên trì bảo không có thư. Lý Nguyên Hiệu nổi giận, sai vệ sĩ tra tấn Vương Tung, bắt khai thật mục đích đến đây. Vương Tung cố chịu cực hình, quyết không khai. Lý Nguyên Hiệu liền sai đem chém. Lúc bị điều đi, Vương Tung mới lớn tiếng than: "Thế là ta chết uổng, chưa hoàn thành việc lớn của Xung tướng quân." Viên quan chỉ huy của hành quyết quát: "Gã hòa thượng kia, có gì hãy nói mau, ta sẽ bẩm với nhà vua tha chết cho ngươi." Bấy giờ Vương Tung mới xé nẹp áo cả sa, lấy ra bức thư mật. Viên quan chuyển ngay tới Lý Nguyên Hiệu. Lý Nguyên Hiệu đọc thư: "Lãng Mai cùng hai người kia đã tới, triều đình biết ông có lòng quy thuận,
quyết định cử ông làm tiết độ sứ châu Hạ, mong ông sớm hồi quy. Lý Nguyên Hiểu nổi cơn lôi đình, lập tức hạ lệnh tống giam Giã Lợi Vương vào ngục tối. Để làm sáng tỏ việc Giã Lợi Vương hàng tống, Lý Nguyên Hiểu phái Lý Văn Quý là người thân tín, giả làm sứ giả của Giã Lợi Vương sang gặp Sung Thế Hoành. Sung Thế Hoành hỏi sứ giả mấy câu về những việc phát sinh ở Hưng Châu thì y nói khá rõ, còn về tình hình trú quân của Giã Lợi Vương thì y trả lời quá mơ hồ. Sung Thế Hoành biết y không phải do Giã Lợi Vương phái đi. Vừa hay quân Tống mới bắt được mấy tù binh Tây Hạ, Sung Thế Hoành bí mật cho họ nhận diện. Trong số họ có người nhận ra sứ giả là Lý Văn Quý, một kẻ tâm phúc của Lý Nguyên Hiệu. Sung Thế Hoành đã sẵn chủ đích, liền tương kế tự kế, ân cần tiếp đãi. Sứ giả nói, Hòa thượng Pháp Tùng đã tới gặp Giã Lợi Vương chuyển tặng bức họa, nhưng Giã Lợi Vương chưa rõ ý tứ cụ thể, mong tướng quân chỉ rõ. Sung Thế Hoành muốn sứ giả trở về bảo Giã Lợi Vương rằng, sau khi ba người kia sang hàng, Tây Hạ Vương đã nghi ngờ Giã Lợi Vương, vậy Giã Lợi Vương nên sớm quy thuật mới tránh được tai họa. Lý Văn Quý ra về, Sung Thế Hoành lại đem rất nhiều vàng bạc châu báu nhờ Lý Văn Quý chuyển cho Giã Lợi Vương. Tây Hạ Vương Lý Nguyên Hiệu quả nhiên trúng kế. Ít lâu sau có tin truyền rằng Lý Nguyên Hiệu đã xử tử Giã Lợi Vương, còn đối với em ruột của Giã Lợi Vương là Thiên Đô Vương cũng không tín nhiệm nữa, bãi mọi chức tước, rồi sau đó mượn cớ giết nốt. Sau đó Tây Hạ hòa hiếu với Triều Tống, Lý Nguyên Hiệu phóng thích Vương Tung. Vương Tung vì có công lớn, liều chết ly gián vua tôi Tây Hạ, trở về kinh thành được làm quan. Tất sách địch nhân chi gián lai gián ngã giả, nhân nhi lợi chi, đạo nhi xá chi, cố phản gián khả đắc nhi dụng dã. Địch thế nào cũng phải gián điệp sang dò xét quân ta. Ta cần phát hiện gián điệp của địch, mua chuộc, khoản đãi, dẫn dụ họ, sau đó thả họ trở về. Như vậy là ta sử dụng được phản gián. Cao Nhân Hậu dùng phản gián dẹp loạn thiên năng. Tháng 3 năm Đường Hy Tông Trung Hòa thứ 2, tức năm 882, tướng Thiên Năng ở Châu Cùng, do vi phạm thời hạn công vụ, sợ bị ghép tội, liền phát động võ trang phản loạn, cướp bóc dân chúng. Vây đánh thành ấp, hoàn thành ở khu vực giữa hai châu Cùng và Nhã, quân số lên đến hàng vạn người. Tiết độ sứ Tứ Xuyên phái tướng Cao Nhân Hậu đi dẹp loạn. Một ngày trước hôm Cao Nhân Hậu xuất quân, có một tiểu thương gánh hàng đến gần doanh trại, suốt buổi sáng cứ la cả chỗ này chỗ nọ, con mắt láo liên. Lính tuần tra thấy bộ dạng khả nghi của y liền bắt giữ, thẩm vấn mới hay y là gián điệp do Thiên Năng phái đến do thám tình hình. Cao Nhân Hậu nghe báo liền đích thân cởi trói, ôn tồn hỏi han tên gián điệp. Y nói, tôi là người dân, Thiên Năng bắt giữ cha mẹ, vợ con tôi, buộc tôi phải đi dò xét tình hình, nếu tôi không chịu, hắn sẽ giết cả nhà tôi, vì vậy tôi đành phải đi làm việc này. Cao Nhân Hậu nói, nếu thế ta đâu nỡ giết ngươi, nay ta thả cho ngươi về cứu cha mẹ vợ con ngươi, nhưng với một điều kiện, ta đã cứu sống cả gia đình ngươi thì ngươi phải thay ta làm việc này. Đoàn ông nói cho y nghe yêu cầu của mình, tên gián điệp gật đầu lia lịa. Cao Nhân Hậu thả cho y đi. Thiên Năng nghe báo gián điệp trở về, vội cho vào gặp, hỏi tình hình. Gián điệp y lời Cao Nhân Hậu dặn dò, nói, quân đội của Cao Nhân Hậu ngày mai xuất phát, chỉ đem theo 500 người. Thiên Năng bèn thưởng cho gián điệp, bảo đợi đánh xong trận này sẽ thả cho gia đình y về làm. Gián điệp lui ra, theo lời dặn của Cao Nhân Hậu, đến các doanh trại kín đáo, dỉ tai những người bị bức theo quân phiến loạn, rằng khi Cao Nhân Hậu đâm quân tới, họ hễ hạ vũ khí đầu hàng, thì sẽ được tha về quê làm ăn yên ổn. Cao Nhân Hậu chỉ giết Thiên Năng và 5 tên cầm đầu mà thôi. Hôm sau, Cao Nhân Hậu đem quân đến Song Lưu. Thiên Năng biết tin, sai La Hỗn Kình dựng 5 doanh trại ở phía tây sông Lưu, đồng thời mai phục hơn 1.000 quân ở cánh rừng Giã Kiều, chuẩn bị tập kích quan quân. Cao Nhân Hậu lại sai binh sĩ mặc giả nông dân trà trộn vào doanh trại đối phương, nói y những lời như gã gián điệp hôm trước đã nói. Một số quân sĩ đối phương bị bắt buộc phải theo quân phiến loạn, chứ không phải là tình nguyện. Này nghe, nếu hàng sẽ được tha tội, nên rủ nhau quẳng vũ khí sang hàng. Cao Nhân Hậu vỗ về họ, đoàn sai người viết vào lưng áo họ 2 chữ quy thuận, rồi bảo họ trở về doanh trại, quyền những ai chưa hàng. Các binh sĩ khác của đối phương lũ lượt sang hàng. La Hỗn Kình thấy tình thế như vậy vội bỏ trốn, nhưng bị binh sĩ bắt giải đến nộp Cao Nhân Hậu. Cao Nhân Hậu sai đem gông giải hắn về tỉnh, đồng thời cho đốt hết doanh trại địch, chỉ giữ lại cờ xí của địch để dùng. Hôm sau Cao Nhân Hậu ghép các hàng binh cứ 50 người một đội, mỗi đội cầm một lá cờ lộn ngược, cho họ đi trước hàng quân tiến về phía Xuyên Khẩu,
Đến sân khẩu, các hàng binh vừa vẫy cờ vừa kêu to. La Hỗn Kình đã bị bắt, quan quân sắp kéo tới, anh em mau đầu hàng, sẽ được tha về. Bộ tướng của Thiên Năng là Câu Hồ Tăng, bố trí 11 doanh trại ở sân khẩu. Quân sĩ trong trại nghe tiếng kêu gọi đều ra hàng. Câu Hồ Tăng cả kinh, rút kiếm ngăn chặn, bị quân sĩ bắt giữ, giao cho Cao Nhân Hậu. Do gián điệp tuyên truyền trước, do đó, hàng binh lại khuyên đồng đội đầu hàng. Cao Nhân Hậu dễ dàng làm cho quân phiến loạn tan rã, bắt sống Thiên Năng, hai tên cầm đầu khác tự sát. Chỉ trong 6 ngày, Cao Nhân Hậu khéo dùng phản gián, dẹp xong quân phiến loạn. Minh quân hiền tướng, năng dĩ thượng trí vi gián giả, tất thành đại công. Vua sáng suốt, tướng hiền tài, phải biết dùng người thông minh siêu việt làm gián điệp thì nhất định sẽ thành công lớn. Thương Thang dùng người tài làm gián điệp, diệt vua Kiệt. Ở vùng Hà Nam, Sơn Đông thuộc Hạ Du Hoàng Hà có một bộ lạc là dân tộc Hoa Hạ, còn gọi là bộ lạc Thương. Truyền thuyết kể rằng tổ tiên của bộ lạc Thương là Khiết, từng cùng vua Vũ trị nạn Hồng Thủy, lập công nên được phong đất Thương. Đầu thế kỷ thứ 16 trước công nguyên, bộ lạc Thương chuyển tới thành Thang. Tuy vẫn thuộc quyền cai quản của triều đình nhà Hạ, nhưng bộ lạc này đã trở thành nước chư hầu mạnh nhất ở phía đông. Thành Thang tướng mạo xuất chúng, xử sự khôn ngoan mưu trí. Bấy giờ, đứng đầu triều đình nhà Hạ là vua Kiệt, kẻ lừng danh trong lịch sử Trung Quốc như một tên bạo chúa. Vua tôi không đồng lòng, trăm họ khổ cực, gia đình ly tán. Thành Thang có chí Tây Tiến, liền rời đô đến đất Bắc. Sau khi rời đô, Thành Thang tu sửa quốc chính, thu dụng hiền tài. Một hôm trong rừng Thành Thang, thấy có một ông già trang lưới bắt chim, miệng khấn to. Chim chóc bốn phương, hãy bay cả tới đây mà lọt vào lưới của ta. Thành Thang nói, ôi thế này thì bắt hết chim chóc trong thiên hạ hay sao? Đoàn nhà vua gỡ ba góc lưới, chỉ chừa một góc và cũng khấn. Hỡi chim muông trên trời, muốn bay sang phải thì bay, muốn bay sang trái thì bay, nếu trái lệnh ta thì cứ việc chui vào lưới này. Thần dân biết chuyện đó đều tán thưởng. Đại vương đối với cầm thú còn nhân từ như thế, huống hồ đối với quốc dân. Thế là hiền nhân chí sĩ bốn phương về theo một đông. Trong số nô bộc của Thành Thang có một nô lệ là Y Chí. Về sau, do trở thành đại thần Doãn của Thương nên người đời gọi Y Chí là Y Doãn. Y Doãn thông hiểu vũ đạo, lại giỏi tính toán sắp đặt, một lòng phù giúp Thành Thang. Thành Thang cho Y Doãn đàm luận về tình thế thiên hạ. Y Doãn khuyên Thành Thang diệt hạ, cứu dân khỏi cảnh lầm than. Thành Thang nghe Y Doãn phân tích, phương lược đâu ra đấy, rất hợp với chí hướng mình hằng ôm ấp, thì trong bụng mừng thầm. Nhưng nghĩ đến nhà Hạ cai trị Trung Nguyên đã hơn 400 năm, không rõ hư thực, cho nên chưa dám bộc lộ ý tưởng một cách tùy tiện. Y Doãn thấy chủ im lặng, biết chủ còn nhiều điều nghi ngại, bèn nói. Muốn diệt Hạ, trước hết phải biết Hạ, kẻ hèn này tình nguyện sang kinh đô nhà Hạ, xem xét nội tình và trinh sát địa hình Trung Nguyên. Thành Thang cả mừng, Y Doãn nhẹ nhàng nói nhỏ. Để vua Hạ tin kẻ hèn này, xin đại vương hãy làm như vậy, như vậy. Hôm sau có binh sĩ vào bẩm báo, Y Doãn bỏ chạy sang Hạ. Thành Thang giả bộ ngạc nhiên, quát. Có việc ấy ư, mau mau đuổi bắt. Thành Thang đem quân sĩ đuổi, thì Y Doãn đã chạy xa. Binh sĩ dương cung định bắn theo, Thành Thang ngăn lại, để ta đích thân trừng trị tên phản nghịch. Thành Thang dương cung, nhắm hồi lâu mới bắn, không trúng lại bắn tiếp, Y Doãn đã chạy mất tăm. Y Doãn đến kinh đô Châm Tầm của nước Hạ. Vua Kiệt thấy Y Doãn có tài, nói năng phi phàm, lại là người bị Thành Thang đuổi giết, thì tin dùng cho làm quan trong triều. Y Doãn ở nước Hạ chứng kiến vua Kiệt tàn bạo hoang dâm, dân chúng vô cùng lầm than. Nhà vua ngày đêm hoan lạc với ái phi muội hỉ, cùng đỉnh yến tiệc, xa xỉ cùng cực, dân chúng đói rét, con nằm chết đói hàng vạn người, ai nấy căm hận. Nhà vua lại tự ví mình như vầng thái dương chói lọi, dân chúng nguyền rủa. Chỉ mong vua Kiệt sớm bị diệt vong như mặt trời phải lặn. Có một đại thần tên là Quan Long Phùng vào cung kể lại lời oán hận ấy với vua Kiệt và quân nhà vua. Vua biết thương dân, dân an tất nước an. Vua Kiệt đùng đùng nổi dậy, bảo Quan Long Phùng rủa vua mau chết, rồi hạ lệnh đem chém. Để chứng tỏ uy lực của mình, vua Kiệt cất quân trừng phạt nước Mân Sơn. Vua Mân Sơn biết Kiệt tàn bạo hiếu sắc, vội đem hiến hai mỹ nữ tuyệt sắc, một nàng tên Uyển, một nàng tên Diễm. Kiệt nhìn thấy Uyển, Diễm có sắc đẹp chim sa cá lặn, lập tức rút quân về. Sau khi có hai mỹ nữ, Kiệt trở nên lạnh nhạt với ái phi muội hỉ. Muội hỉ thất sủng, lấy làm căm giận. Y Doãn nhân đó kết giao với nàng, được nàng tin cậy. Ba năm sau, Y
Y Doãn đã nắm vững nội tình nhà Hạ như trong lòng bàn tay, trở về nước Thương. Thành Thang thấy Y Doãn về đúng hẹn, cả mừng, phong Y Doãn làm hữu thừa tướng, hoạch định kế sách diệt Hạ. Thành Thang hỏi Y Doãn, lương thực của nước ta không đủ, phải làm thế nào? Y Doãn đáp, vua Kiệt cốc 3 vạn cung tần mỹ nữ, y phục toàn bằng hàng thêu. Kinh đô nước ta có rất nhiều thợ thêu giỏi, có thể tổ chức thêu xiêm y, mỗi bộ xiêm y thêu đổi được 100 chung thóc. Thành Thang theo kế cho làm, mấy năm sau, triều Hạ đã tốn cơm man tiền của, trong khi kho lẫm nhà Thương dồi dào. Y Doãn lại khuyên Thành Thang đem số lương thực dư thừa cứu tế cho dân nghèo các nước sắp chết đói. Thế là khắp nơi đều truyền tụng Thành Thang nhân đức, nhiều nước lần lượt quy thuận nhà Thương. Vua Kiệt ngày càng cảm thấy Thương là đối thủ nguy hiểm, Hạ Chiếu đòi Thành Thang tới. Thành Thang tới kinh đô nước Hạ, liền bị vua Kiệt bỏ tù tại Hạ Đài. Thành Thang bị giam cầm, vua chúa các nước chư hầu đều bất bình, chỉ trích vua Kiệt vô lý. Ở kinh đô nước Thương thì các đại thần chỉ trích việc Y Doãn chủ trương để Thành Thang đến kinh đô nước Hạ. Y Doãn đã có chủ định, liền nói, Thương là thần dân của triều Hạ, bị triệu mà không tới, vua Kiệt sẽ lấy cớ dẫn quân chinh phạt, như thế há chẳng phải là gây tai ương cho trăm họ hay sao? Nay đại vương bị cầm tù, tôi tự có kế giải cứu, các vị khỏi lo. Y Doãn mang rất nhiều châu báu và mấy chục mỹ nữ sang kinh đô nước Hạ. Vua Kiệt thấy nhiều mỹ nữ và báu vật thì đã siêu lòng. Y Doãn lại đưa mắt cho Muội Hỷ đứng cạnh vua Kiệt. Muội Hỷ bèn nói, nhà Thương cũng là thuộc quốc của đại vương, Thành Thang giúp đại vương làm việc cứu bần là có công, đáng ra phải khen. Muội Hỷ lúc này địa vị không bằng hai nàng Uyển Diễm, nhưng vua Kiệt vẫn còn nể nang nên hạ lệnh thả Thành Thang. Muội Hỷ lại nói nhỏ với riêng Y Doãn, hôm qua đại vương nằm mộng thấy phương Tây có mặt trời, phương Đông cũng có mặt trời, hai mặt trời đánh nhau, mặt trời phía Tây thắng, mặt trời phía Đông thua. Y Doãn hiểu ý Muội Hỷ ngầm bảo có thể đem quân đánh hạ, bèn cáo lui. Thành Thang và Y Doãn về nước, trước hết lấy cớ Cát Bá vô đạo, không thờ phụng tổ tiên, đem quân đi diệt nước Cát là đồng minh của nước Hạ. Đầu thế kỷ thứ 16 trước công nguyên, cuối cùng nước Thương phát động chiến tranh với nước Hạ, lần lượt tiêu diệt vây cánh của triều đình Hạ là nước Vĩ, nước Cố, nước Côn Ngô. Sau đó Thành Thang tiến quân thẳng đến kinh đô Châm Tầm của nước Hạ. Vua Kiệt bỏ thành mà chạy. Thành Thang dẫn quân truy kích, tại Minh Điều thì đánh tan quân Hạ. Vua Kiệt trốn vào núi Trung Điều, sau chết trong núi. Nhà Hạ diệt vong, Thành Thang kiến lập nhà Thương. Thành Thang là người đầu tiên sáng lập việc dùng người thông minh siêu Việt làm gián điệp. Vì lập công lớn mà Y Doãn thành người phò tá trọng yếu của Thành Thang, chấp trưởng đại quyền nhà Thang suốt năm đời vua. Thành Thang, Thái Đinh, con trai Thành Thang, Ngoại Bích, Trung Nhâm, Thái Giáp, cháu của Thành Thang. Quý thính giả thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại cuốn sách Binh Pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt những thiên của chương này. Kho sách nói.com.vn xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm lắng nghe cuốn sách. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn sách tiếp theo. Mục lục. Lời nói đầu. Thiên một kế. Chính nghĩa thắng phi nghĩa, võ vương diệt trụ vương. Tề Hoàn Công nuôi binh trong Tân. Tào Tháo đánh trận Quan Độ. Tần Vương chủ động diệt 6 nước. Mạo Đốn mạnh mà giả yếu. Địch Thanh giả bộ nghỉ ngơi. Việt Vương nghi binh phá quân Ngô. Hàn Tín đánh lừa Ngụy Báo Vương. Quất Hà nhử quân Giảo. Thúc Phát Nộp Thiện làm rối loạn quân Hậu Tần. Thạch Đạt Khai phòng thủ nhiều lớp đánh tan quân Tương. Tấn Văn Công lui quân mà thắng trận Thành Bộc. Lưu Ký quấy nhiễu quân Kim. Tào Cữu cậy khỏe mất Thành Cao. Ngũ Tử Tư quấy nhiễu nước Sở. Tào Tháo dùng kế ly gián đánh bại Mã Siêu. Trịnh Thành Công bất ngờ giải phóng Đài Loan. Lưu Bang chưa đánh đã thắng. Tần Vương thua trận ở Hàm Đan. Thiên hai tác chiến. Tề Dẫn Vương gây chiến liên miên, tự chuốc lấy thất bại. Tấn Lệ Công đánh nhau diệt quân Tần. Vua Tần thăm lợi bại ở Hào Sơn. Lưu Bang dụng lương của địch vào Quan Trung. Trần Thắng dựng cờ khởi nghĩa. Thương Ưởng lập pháp thưởng công quân đội. Lý Tố trọng đãi hàng tướng. Lý Tự Nguyên thần tốc chiếm Đại Lương. Thiên Ba mưu công. Chỉ một bức thư, Hàn Tín bình định nước Yên. Đại thần của Tề phá tan ý đồ của Tấn. Trường Tôn Thành chia mạnh hợp yếu đánh Đột Quyết. Cao Hoan đánh Thành Ngọc Bích, chí tận lực kiệt. Trần Thái không đánh mà thắng Khương Duy. Tư Mã Chiêu vây lâu đánh chậm hạ thành Thọ Xuân. Tư Mã Viêm chỉ một trận diệt Tôn Hạo. Kế sách toàn thắng của Gia Cát Lượng ở Long Trung.
Đàm Quan dùng ba quân hợp vây diệt giặc Hoa, Lý Cao dụ địch chia quân chiếm Thái Sơn, Vu Khiêm cố thủ Bắc Kinh đuổi Hóa Thích, Ban Siêu cố thủ đánh lui quân Nguyệt Thị, Công Tôn Tán bỏ mạng vì tử thủ Cô Thành, Đường Huyền Tông trói tay quân đội để mất Trường An, Ngươi Triều Ân tự làm loạn quân mình, A Cốt Đả thiện chiến dùng ít thắng nhiều, Vương Tiễn diệt nước Sở, quân Hán trên dưới một lòng giữ vững Sơn Lạc, Lâm Tắc Từ lấy chuẩn bị đánh không chuẩn bị thắng quân Anh, Cam Mậu ước hẹn với vua trước khi xuất binh, Hàn Tín biết người biết ta bình định Tam Tần, Vương Chiêu Viễn trận nào cũng thua. Thiên Bốn hình, Lý Mục kiềm chế Hung Nô, Viên Sùng Hoán phòng thủ chắc đánh quân Hậu Kim, Lại Văn Quang dụng binh như thần diệt quân Thanh, Mặc Tử không đánh mà cứu được nước Tống, Lý Tự Thành không bỏ lỡ cơ hội đánh thắng quân Minh, Tùy Văn lấy yếu chống mạnh diệt nước Trần, Minh Anh Tông đánh giặc Cầu May bị bắt làm tù binh. Thiên Năm thế, Ngô Lân đánh bại Hô San, Chu Đệ đánh thực Chọn Hư chiếm Kinh Lăng, Tần Vương dùng chính binh và kỳ binh thắng trận Trường Bình, Lý Tịnh mau chóng quét sạch quân Thổ Dục Hồn, Mạo Đốn giả sợ diệt Đông Hồ, Ngụy Thư thay đổi biên chế thắng Bộ Lạc Tuất Địch, Hoàn Ôn hợp nhất lực lượng chiếm Thành Đô, Khang Hy lấy mạnh đánh yếu chiếm lại Đài Loan, Tôn Tẫn dụ Bàng Quyên tới chỗ chết, Tào Tháo chọn người tài giữ được Hợp Phì. Thiên Sáu hư thực, Lý Tự Thành chiếm trận địa trước tiêu diệt quân Minh, Cảnh Yểm nhiều phen điều động quân địch diệt Trương Bộ, Trương Hiến Trung dùng lợi nhỏ dụ địch chiếm Nhạc Châu, Lý Tịnh thả thuyền cản địch chiếm Giang Lăng, Chu Đức Uy làm việc mệt mỏi đại thắng ở Bá Hương, Thái Bạt Đào dụ địch ra khỏi thành chiếm Thống Vạn, Trương Hiến Trung thay đổi địa bàn tác chiến chiếm Năng Dương, Lý Tự Thành chiếm thành Lạc Dương, Thiết Huyền phòng thủ Tế Nam chống Chu Đệ, Mộ Dung Thủy chia quân nghi binh đánh Tây Yên, Đặng Ngải giỏi phòng thủ thắng Khương Duy, Đặng Ngải đi đường tắt vào Tứ Xuyên diệt Lưu Thiện, Mã Toại đánh vào nơi Điền Duyệt phải ứng cứu, Lưu Bang buộc địch phải chuyển hướng chiếm Thành Cao, Đội Nhĩ Cáp Xích tập trung binh lực đánh quân Minh, Nhà Kim không phòng thủ biên cương bị đánh bại, Tất Tái Ngộ bất ngờ chiếm Tứ Châu, Chu Hoàn lấy ít thắng nhiều thắng Tào Nhân, Trương Tuần dùng mưu đánh quân phản loạn, Tất Tái Ngộ thích ứng với tình hình yểm hộ toàn quân, Từ Đạt tránh thực đánh hư chiếm Thái Nguyên, Chu Đệ căn cứ tình hình địch đánh tan quân Thát Đát. Thiên Bảy quân tranh, Tôn Sách biến công thành thẳng đánh Vương Lãng, Triệu Sa dụ địch đến Yên Dự tiêu diệt, Lý Quảng Lợi đem quân mệt mỏi đánh giặc, Sở Hoài Vương ngoại giao sai lầm thất bại nhục nhã, Lý Tương Nguyên nắm địa hình cứu U Châu, Thành Cát Tư Hãn theo đường mòn đánh chiếm Cư Dung, Trung Nguyên Chương dụ Trần Hữu Lượng, Lý Thế Dân dùng nghi binh đánh Lưu Đột Quyết, Lưu Bang làm tan rã ý chí quân địch ở Cai Hạ, Thái Bạt Khuê đánh đòn tâm lý chiến thắng quân Yên, Tào Quệ tránh nhuệ khí thắng trận Trường Thượng, Tạng Hải lâm nguy không loạn thắng Ma Thu, Lý Thế Dân dưỡng nhuệ khí tăng quân lực đánh quân Tiết, Đoàn Thiều đánh từ trên núi xuống phá quân Chu, Quách Tử Nghi giả thua đánh tan phản quân, Bào Phòng đánh địch tinh nhuệ bị thảm bại, Dương Hành Mật thả mồi dụ địch thắng trận Quảng Lăng, Tào Tháo rút quân đánh địch đuổi theo, Lưu Giang vây hải tặc chờ một lối thoát để tiêu diệt chúng, Mộ Dung Khác không bức bách địch chiếm được thành. Thiên Tám cửu biến, Mã Viện hành quân sai đường thân bại danh liệt, Trầm Bành tiến thẳng vào đất Thục đánh công Tôn Thuật, Lý Uyên không đánh Hà Đông mà vào Quan Trung, Phù Sai cố giành Trung Nguyên thất bại ê chề, Nhạc Phi không nghe lệnh vua tiến vào Trung Nguyên, đánh trận không thể theo sơ đồ định sẵn, Lý Hoài Quang thế lợi quên hại bại trận ở Ngụy Châu, Lý Tục Tân đơn độc Thọc Sâu bị tiêu diệt, Lã Bố tham sống sợ đánh bị giết chết, Đặng Khương áp sát chiến lũy khích Diêu Năng. Thiên Chín hành quân, Cầu Phủ phá đập tìm chết quân Đường, Tiền Truyền Quán chiếm Thượng Lưu giành toàn thắng, Bàn Sư Cổ hạ trại ở vùng đất thấp trũng bị nhấn chìm, Chu A Phủ đi vòng tránh nguy hiểm, Hạ Hầu Đôn khinh địch rơi vào ổ phục kích, Trịnh Trang Công dụ Bắc Nhung rời hiểm địa để tiêu diệt, Triệu Nguyên Ngô viết thư khiêm nhường dụ địch mà tiêu diệt, Lục Tốn giúp quân không mất một người lính, Lý Cử Trá Hàng đánh bại Lưu Sướng, Triệu Phạm Triệu Quỳ dụ Lý Toàn tiến ra mà tiêu diệt, Khích Chí giỏi quan sát thấy được thời cơ tiến công, Thưởng Tì Tì trước theo sau chống thắng địch, Tiêu Huệ khinh địch mất hết quân, Thích Tục Quang chọn kỹ luyện nghiêm quân đội tinh nhuệ, Gia Cát Lượng trong lúc khó khăn giữ đúng chữ tín. Thiên Mười địa hình, Lý Tiết chiếm đường hẹp mai phục đánh quân phiến loạn, Quách Tiến chiếm nơi hiểm trở chặn quân Liêu, Mông Ca Viễn Trinh mất mạng quân mệt phải rút về, Ngô Hán đánh Thục trước thua sau thắng, Điền Bố không điều động được quân phải tự sát, Phù Dung đơn độc bị tử trận ở Phì Thủy, cấp dưới bất trị quân Tấn thảm bại ở đất Tất, Lý Tòng Kha không chịu nổi kêu binh để mất thiên hạ, Ngô Phúc chủ quan khinh địch bị vây khốn,
Nhạc Phi lợi dụng địa hình thắng Lý Thành, Ngô Khởi yêu lính như con đánh đâu thắng đó, Hàn Tín giàn trận quay lưng về mé sông. Thiên 11, cửu địa. Phương Lạp bỏ nơi hiểm yếu nên thất bại, Tôn Quyền không nấn ná ở khinh địa, phá Hoán Thành, Trừng Tôn Chỉ không đánh tranh địa, mà chiếm được Quan Trung. Lý Định Quốc quyết chiếm giao địa, đánh Quế Lâm. Gia Cát Lượng ở trong địa gặt lúa mạch, đánh Tư Mã. Lý Tự Thành dùng kế ra khỏi Phi địa, xa tương. Trịnh Thành Công ở tử địa quyết chiến thắng quân Thanh. Lưu Tú bất ngờ đánh vào chỗ yếu, thắng trận Côn Dương. Lưu Miện tấn công vào chỗ dựa chính của địch, cứu công chúa. Tư Mã Ý nhanh tay bắt Mạnh Đạt. Tư Dụ tiến sâu cướp Lương, diệt Nam Yên. Vương Trần Ố tung quân xông tới diệt Hậu Tần. Bố Tát Trung Nghĩa kéo bảy trận, hình trăng lưỡi liềm. Trung Nguyên Chương chặt dây buộc thuyền, ngăn chặn ý muốn trở về của binh sĩ. Tôn Trạch dùng Nhàn Hạ làm yên lòng người, đánh quân Kim. Hạng Vũ đập nồi đục thuyền, đánh Cự Lộc. Nước Tần dùng uy áp chế, diệt nước Tề. Hách Liên Bột Bột phá băng chôn xe, chống truy kích. Trong đêm bão tuyết, Lý Tố đánh chiếm Thái Châu. Điền Đơn đánh lừa địch, giành đại thắng. Thiên 12, hỏa công. Chu Du mượn gió phóng hỏa trận Xích Bích. Phan Mỹ dùng lửa đánh Lưu Xưởng, chiếm Quảng Châu. Tào Bân đốt cháy thủy trại, chiếm Kim Lăng. Hầu Cảnh dùng hỏa công bị gió thổi ngược, tự đốt quân mình. Triệu Nang tự quyết dùng nước lũ đánh Chí Bá. Lý Tự Thành không củng cố chiến quả để mất thiên hạ. Lưu Bị vì giận mà đánh thua to ở Di Lăng. Dương Huyền Cảm vì giận mà đánh bại trận bỏ mạng. Thiên 13, dụng gián. Vi Lý Khoan dùng gián điệp diệt trừ tướng địch. Khổng Dung khai thác người nắm tình hình, dẹp yên A Khê. Tần Vương dùng nhiều vàng mua gián điệp diệt trừ Lý Mục. Nhạc Phi dùng phản gián phế trừ Lưu Dự. Lê Thừa Kỳ hai phen làm tử gián. Đạt Hề Vũ khôn khéo giả danh do thám doanh trại địch. Lưu Bang bỏ nhiều vàng dùng kế ly gián thắng Hạng Vũ. Xung Thế Hoành dùng gián điệp diệt trừ hai vương. Cao Nhân Hậu dùng phản gián dẹp loạn Thiên Năng. Thương Thang dùng người tài làm gián điệp diệt Vua Kiệt. Vụ Lục. Nguyên Văn Chữ Hán binh pháp Tôn Tử. Mục Lục. Quý thính giả thân mến, như trong phần lời nói đầu của cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc đã biết, Binh pháp Tôn Tử là tác phẩm lý luận quân sự sớm nhất và xuất sắc nhất trong Vũ Kinh Thất Thư, tức 7 cuốn binh thư được lưu truyền rộng rãi nhất ở Trung Quốc. Theo các nhà khoa học quân sự hiện đại của Trung Quốc, thì Binh pháp Tôn Tử chứa đựng những tư tưởng triết học quân sự sâu sắc và hoàn chỉnh. Kho sách nói.com.vn hy vọng cuốn sách Binh pháp Tôn Tử này sẽ đem lại cho các bạn độc giả những giây phút bổ ích và thoải mái. Quý thính giả vừa lắng nghe hết cuốn sách Binh pháp Tôn Tử và hơn 200 trận đánh nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.